Dạ, kênh Đồ Xưa Sài Gòn xin mến chào quý cô chú anh chị mình ạ. Lời nói đầu tiên em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý cô chú anh chị mình nha. Nên em lên vài sản phẩm mong muốn giao lưu cùng với quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị xem cảm thấy hay, vui lòng cho em một lượt thích và một lượt chia sẻ để em có động lực làm thêm nhiều video hơn nữa nha. Và rồi em xin lên sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm đầu tiên là em có một cái tượng Phật chất liệu là bằng đá. Tượng Phật có chiều cao là 15 cm, chiều ngang là 25 cm và chiều rộng là 7 cm. Cân nặng là 2,8 kg, cân nặng 2,8 kg. Và giá cho em pho tượng Phật này là 4 triệu pho tượng Phật bằng đá rất là cứng. Giờ đây bằng đá rất già, và pho này giá cho em là 4 triệu à, 4 triệu pho tượng Phật. Và tiếp theo là em có một cái tước hình con tỳ hưu, cũng là chất liệu bằng đá. Tước tỳ hưu chất liệu bằng đá, cái con tỳ hưu. Có chiều cao là 20 cm, chiều ngang là cũng là 20, và chiều rộng là 12 cm. Và cân nặng là 3 kg. Tước đá tỳ hưu này giá cho em là 5 triệu cái tước đá tỳ hưu. Tước đá tỳ hưu 5 triệu. Và sản phẩm tiếp theo là em có một cái ông tượng Phật Di Lặc ngũ tập. Di Lặc ngũ tập. Có kích thước chiều cao là 31 cm, chiều ngang là 18 cm và chiều rộng là 14 cm. Ông Phật Di Lặc ngũ tập rất đẹp, ở đây có bao tiền, có 1, 2, 3, 4, 5 chú tiểu. Di Lặc 5 chú tiểu. Và cân nặng là 4 kg. Giá cho em tượng ông Di Lặc 5 chú tiểu này là 3 triệu 800 ngàn. Ông Di Lặc 5 chú tiểu chất liệu là bằng đồng. Giá cho em là 3 triệu 800 ngàn. Tiếp theo là em có ông Phật Đẳng Xanh chất liệu là cũng bằng đồng luôn. Ông Phật Đẳng Xanh chất liệu bằng đồng, có chiều cao là 17 cm, chiều ngang là 9 cm, chiều rộng cũng là 9 cm. Cân nặng ông tượng ông Phật Đản Xanh là 1 kg. Cái này bà hàng bọng ở dưới nha quý cô chú anh chị. Và giá cho em ông tượng Phật Đản Xanh này là 1 triệu 500 ngàn. 1 triệu 500 ngàn ông tượng Phật Đản Xanh rất đẹp. Và tiếp theo là em có thêm một cái này giống như cái cốc hay cái ly gì đó. Đây cũng có con tỳ hưu,
tỳ hu, chất liệu là bằng đá và có chiều cao là 13 cm, chiều ngang là 18 cm và chiều rộng là 11 cm. Cân nặng là 2 kg. Giá cho em cái ly tỳ hu này là 4 triệu đồng cho cái cốc tỳ hu. Và tiếp theo là em có một tượng Phật tự tại, Quan Âm tự tại, chất liệu là cũng là bằng đá luôn. Đá này mà nếu mà có đèn pin thì em rọi là thấu quang luôn ạ. Dạ. Chiều cao là 25, chiều ngang là 15 và chiều rộng là 7, chiều rộng là 7 cm. Cân nặng tượng Phật Quan Âm tự tại này là 2,4 kg. Giá cho em kho này là 5 triệu à. Kho tượng đá Quan Âm tự tại, ở đây có chú tiểu cầm gậy, như ở đây có tiền đồng cầm gậy như ý, giá cho em là 5 triệu. Và tiếp theo em có tượng rắn Naga che chở Phật Thích Ca. Tượng rắn Naga che chở Phật Thích Ca, chất liệu là bằng đồng. Chiều cao là 18 cm, chiều ngang là 11 cm và chiều rộng là 8 cm. Tượng rắn Naga che chở Phật Thích Ca, cân nặng là 1,5 kg. Kho này giá cho em là 1.100.000 đồng, 1.100.000 đồng kho tượng rắn Naga che chở Phật Thích Ca. Kho này giá cho em là 1 triệu đồng. Tiếp theo là em có một pho tượng, kho này là cái tượng bà gì không, bà này là bà này. Kho tượng đồng, chiều cao là 25 cm, chiều ngang là 11 cm và chiều rộng là 9 cm. Cái này đế đá nha quý cô chú anh chị. Tượng ở trên này là bằng đồng, còn ở dưới này là đế đá. Tượng có cân nặng là 2 kg. Và tượng này giá cho em là 1.800.000, 1.800.000 kho tượng nữ. Nữ gì em cũng quên tên rồi. Dạ, giá cho em là 1.800.000. Tiếp theo là em có nam thần rắn và nữ thần rắn. Nam thần rắn và nữ thần rắn. Chất liệu là bằng đồng, chiều cao là 35 cm, chiều ngang là 11 cm và chiều rộng là 13 cm. Nam thần rắn, nữ thần rắn, chất liệu là bằng đồng và cân nặng hai pho này là 4 kg 400 g. Giá cho em đôi pho tượng này là 7 triệu, nam thần rắn và nữ thần rắn, chất liệu là bằng đồng.
Tiếp theo là em có một cái đầu Phật thủ. Đầu Phật thủ tứ diện. Đầu Phật thủ tứ diện. Đầu Phật thủ tứ diện có chiều cao là 26 cm, chiều ngang là 20 cm và chiều rộng cũng là 20 cm. Cái này ở dưới đây là bọng ở trong chất liệu đồng xưa, nhìn rất là đẹp và thần thái. Cân nặng Phật thủ tứ diện là 2,5 kg. Giá cho em đầu Phật thủ tứ diện này là 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng cho đầu Phật thủ tứ diện. Và tiếp theo em có là tượng Phật Thích Ca, chất liệu là cũng bằng đồng luôn, có chiều cao là 36 cm, chiều ngang là 25 cm và chiều rộng là 11 cm. Cân nặng pho tượng Phật Thích Ca là 2,5 kg. Và giá cho em pho tượng này là 5 triệu đồng. 5 triệu đồng pho tượng này, pho tượng Phật Thích Ca, giá cho em là 5 triệu. Tiếp theo là em có một cái phù điêu hình tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, chất liệu là bằng đá. Đằng sau là có hình chữ hoa. Hình phù điêu đá Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn có chiều cao là 23 cm, chiều ngang là 17 và chiều rộng là 6. Cân nặng là 2,2 kg. Và giá cho em phù điêu Thiên Thủ Thiên Nhãn này là phù điêu Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn này là 6 triệu đồng. 6 triệu đồng phù điêu Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, chất liệu là bằng đá. Đá này thì rất cũng già nha quý cô chú anh chị. Em gõ cho quý cô chú anh chị mình nghe nè. Rồi, cái này phù điêu Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn giá cho em là 6 triệu. 6 triệu à. Tiếp theo là em có tượng Phật Quan Âm Tự Tại, chất liệu là bằng đồng, chiều cao là 44 cm, chiều ngang là 43 cm và chiều rộng là 8 cm. Cân nặng là 2,5 kg. Giá cho em pho tượng Phật tự tại này là 4.500.000. 4.500.000 Phật tự tại ngồi trong một cái dòng. À, cuối cùng thì em có một cuối cùng thì em có pho tượng thần Shiva, ẩm con là thần voi. Thần Shiva ẩm con là thần voi, có chiều cao là 60
7 cm, chiều ngang là 18 cm, chiều rộng cũng là 18 cm. Cân nặng là 9 kg, và giá cho em là 14 triệu đồng cho pho tượng thần Shiva, ẩm thần voi. Và rồi giá cho em pho tượng này là 14 triệu. Và rồi thì sản phẩm của em cũng hết, thì em xin kết thúc video tại đây. Chúc quý cô chú anh chị mình xem video vui vẻ và nhớ ủng hộ em một like và một lượt chia sẻ nha. Và chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình video sau nha. Dạ bye bye ạ.